Sáng ngày 26 tháng 1, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ngọc Sơn tổ chức lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Vũ Xuân Xiêm, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận dự và trao bằng Tổ quốc ghi công. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận. Đồng chí Vũ Xuân Xiêm sinh ngày 25 tháng 12 năm 1946 tại xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, là thương binh hạng 1/4, suy giảm khả năng lao động 81%. Tháng 7 năm 1967, đồng chí tham gia hoạt động cách mạng là chiến sĩ tại tiểu đoàn 17, sư đoàn 320. Năm 1971, đồng chí được sư đoàn 320 phong tặng danh hiệu Dũng sĩ quyết thắng xây dựng. Năm 1973, được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua chiến đấu. Để ghi nhận công lao đóng góp của đồng chí, nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. Đồng chí đã được nhận huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm và 50 năm tuổi đảng. Do vết thương cũ tái phát, đồng chí từ trần hồi 22 giờ 55 phút ngày 6 tháng 5 năm 2020. Trên cơ sở các quy định của nhà nước, các cơ quan chức năng đã lập hồ sơ đề nghị chính phủ công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công. Ngày 8 tháng 1 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 23 về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Vũ Xuân Xiêm.